7. Án. Án nghĩa là bổn mẫu, là chú mẫu, mẹ của tất cả mọi thần chú, cũng chính là Phật mẫu, mẹ của tất cả chư Phật. Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn sẵn có mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành nên gọi là bổn mẫu. Thông qua năng lực của thần chú mà 10 pháp môn được hiển bày. 1. Pháp môn thứ nhất là tự, là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự. 2. Thứ hai là cú, trong kinh văn hoặc trong thần chú, cú có nghĩa là một câu. 3. Thứ ba là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà hành trì. 4. Thứ tư là trí tuệ, dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. Còn quán là lưu xuất từ pháp môn thiền định Ba La Mật. 5. Thứ năm là hành, nghĩa là tu tập nương theo giáo pháp mà hành trì. 6. Thứ sáu là nguyện, nghĩa là cần phải phát nguyện nương theo giáo pháp chân chính mà tu hành. 7. Thứ bảy là giáo, nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quý vị không nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu hành, thì dù quý vị có tu hành đến nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa, thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy nhiên, để có thể tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của Đức Phật, thì trước hết quý vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận. 8. Thứ 8 là lý, nghĩa là đạo lý. Nếu quý vị thể nhập được vào Phật pháp vi diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quý vị không khế hội được diệu pháp này thì quý vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quý vị có tu hành bao lâu đi nữa cũng không đạt được sự thành tựu. 9. Thứ 9 là nhân. Trong đời này quý vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quý vị sẽ gặt được quả thù thắng, quả vi diệu và quả thanh tịnh. 10. Thứ 10 là quả. Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân, đó là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng. Như vậy từ chữ án này xuất sinh ra 10 pháp môn vi diệu. Nên khi quý vị trì niệm thần chú Đại Bi, niệm đến chữ án, thì tất cả các loài quỷ thần đều chắp tay vô cùng cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần chú Đại Bi. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ đến nỗi khiến cho các loài ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn. Ha ha ha, 问什么的说